Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự truyền hình Bình Phước. Chương trình tối nay thứ tư ngày 10 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thị trường cuối năm sôi động hơn nhưng sức mua vẫn chậm so với thời điểm cùng kỳ của nhiều năm. Đối với những người lính biên phòng Bình Phước, mỗi ngày biên giới được bình yên đều là những ngày xuân tươi đẹp nhất. Bình Phước có 32,7% dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên. Năm 2021, các bộ ngành địa phương huy động nguồn lực xã hội để chăm sóc người cao tuổi. Người nhập cảnh vào Anh có thể bị phạt tới 10 năm tù nếu vi phạm quy định phòng dịch. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, thị trường cuối năm đã sôi động hơn những